Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa cho biết, du lịch Việt Nam được xướng tên trong 16 hạng mục hàng đầu của Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2022. Ở cấp quốc gia, Việt Nam được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Đây là lần thứ 3 Việt Nam được nhận giải thưởng này, hai lần trước vào năm 2019 và 2020. Các địa điểm nổi tiếng của Việt Nam được vinh danh là điểm đến hàng đầu thế giới năm nay như Hà Nội, Hội An, Phú Quốc, Mộc Châu, Tam Đảo. Đáng chú ý, Tam Đảo được vinh danh là thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022. Cùng với đó, nhiều thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam trong các phân khúc khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không, hãng lữ hành cũng đã giành được vị trí quán quân của các hạng mục giải thưởng du lịch thế giới năm 2022.